gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những bà con. Mong những bà con, những người, mọi người là hãy phòng chống bão thật tốt. Chào Lê Thịnh nhé. Dạ em chào anh Đỗ Quốc Huy, chào Thao Tùng, chào Lê Anh Tuấn, anh chào em. Chúc em một buổi tối về. Chúc bác bà con Nam Định bình yên. Cảm ơn Nguyễn Tuấn Anh. Cảm ơn em. Anh chào Lê Thịnh nhé. Chào Hoàng Sơn. Chúc em tế bình an nhé. Cảm ơn anh Đỗ Quốc Huy. Tối nay thì em cũng định live stream ở trên kênh YouTube kể chuyện trải lòng của mình. Nhưng là tình hình là khu năm tầng sẽ bị mất điện buổi tối nay. Nam Định chắc là mất điện, sẽ không live được. Mà cũng không có tâm trí là live nữa vì bây giờ phải chống bão mọi người ạ. Đó. Mà khu nhà Tây Yên thuộc diện phải sơ tán đi, mà sơ tán đi không được ở khu tầng đâu nhá mọi người nhá. Không ở đây, thế quay mọi người xem cái khu tầng này. Bây giờ trông nó tan, trông mọi người dân người ta đã đi tan hoang hết rồi. Đó, khu nhà Tây Yên này. Đấy khu tầng này. Đấy, mọi người thấy khu tầng chưa? Đấy khu tầng này. Đấy, bây giờ trông ấy, dân đấy, phường xe xiếc này, anh chợ mì tôm, cái tiếp cấp mì tôm. Đấy khu tầng nhà Tây Yên này. Đấy mọi người ạ. Bảo tới quê em rồi bác tới ok Diêm Vương nhé, phố ngập lụt không đâu ở Nam Định thì chưa mưa, chưa có biểu hiện gì cả nhá. Đây hai dãy khu năm tầng này mới nhá, tầm khoảng mấy phải trăm hộ dân đấy, phải trăm hộ dân là phải sơ tán nhá mọi người nhá, phải sơ tán đây mọi người nhìn đấy, khu năm tầng này nó là rất là cổ kính rồi, nó ở từ năm tám, ở xây từ năm 79, xây từ năm 79 mọi người ạ. Mà năm 82 Tây Yên mới về khu tầng này. Đấy mọi người nhìn này đấy. Đang đi mà cái loại vữa tường ấy nó rơi. Cái loại vữa tường nó rơi một phát. À, nó cái vữa tường nó rơi. À, nó xuống cấp rồi. À, trước đây là ở cái khu tầng là cũng được vào cái vùng giải tỏa mấy lần rồi. À, lên chương trình giải tỏa rồi. Đây nhà Tây Yên này này mọi người này. Đây, phải đây. Mọi người nhìn này, mì tôm hộp đấy, mì tôm hộp này. Quần áo này. Rau dưa đấy mọi người, đây là đấy Hà Béo vợ tiên đang ngồi nghiên cứu đây đấy, chị vợ đây đấy, và em con béo này cũng trốn lã đây này trốn lã làm ở đây rồi nhá. Đấy mệt đấy, quả này mệt đấy, cơn bão là mệt đấy, thế nên nó phòng chống rồi, phòng chống bão rồi mọi người ạ, sinh mạng mình mà đó, còn cả người thân và gia đình đấy, thế nên nó phải. Anh chào Hương Phạm nhá, anh chúc em gia đình những điều tốt đẹp. Mình nghe là Hà Nội cũng mưa đúng không em, mưa bão nhiều. À, tí hôm nay đã phải chung chơi một hộp lến luôn mọi người, hộp lến luôn à, để hộp lến luôn. Chào Phượng Hồng nhá, chào Tùng My, chào Hồ Đức Ngọc. Lai nhà tế kiểu gì cũng bay, bay là sẽ được anh Tài Đức đấy, bay là sẽ được Lâm Tấn đấy. Đây là chẳng qua là người ta cứ ấy thôi, mà nếu mà bay thì mình không thể được số phận cũng sao cả bạn nhá, chết nó có số rồi bạn ạ. Thấy chưa? Đó. Đó, muốn chết không được đâu. Đó, chết là cuộc đời mình, nếu mà chết được là mình đã đấy mới là đây chỉ là quái tạm thôi. Quái tạm thôi. Thấy chưa? Đó, cuộc đời mình khi mà mất đi, con người chỉ sinh ra, sinh và tử thôi. Đó. Chết mới là vĩnh hằng nhá. Đây chỉ là quái tạm thôi. Sống là sự đầy đọa. Thấy chưa? Đêm nay anh Tế ra đi mãi mãi. Thì ok Đức Tài nhá, anh ra đi thì em cứ an tâm, anh sẽ phù hộ cho gia đình em. Em an tâm vậy, yeah. Đức Tài nhá. Chào Dương Diễm. Cảm ơn anh, cảm ơn Hương Phiệm. Chào Đặng Quyết nhá. Anh cảm ơn Diêm Vương nhá. Chào Nguyễn Đình Tây. Chúc tất cả bình an chú ạ, chú cảm ơn Quốc Anh. Chú chúc cháu và gia đình điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Anh mua lớn là chắc đó ok Mơ Phạm chuẩn luôn em. Chào Bo Nguyễn nhá. Mình chào bạn Văn Lương Quốc. Chào Nguyễn Hưng. Ok bạn Văn Lương Lương Quốc nhá. Về rồi à, chuẩn bị về rồi mọi người. Chiều nay có hiện tượng đen xì rồi, gió thỉnh thoảng gió mát rồi là những cơn gió giật rung cây rồi. Nhưng bây giờ lại nó lại phẳng lặng lại bình thường. Nam Định mưa cho anh chưa em ơi Hương Phạm ạ. Từ sáng đến trưa là mưa nhá, từ trưa đến chiều là bây giờ chưa mưa gì cả. Em nhớ giữ gìn sức khỏe như Hương Phạm nhé. Chào Trung Phùng nhá. Giờ bão có làm tí đá không? Không anh Tế. À, Đức Tài ơi.
nói thật này, thôi thì tốt nhất mày mày cút bố mày đi, tao nói thật, con người mày đến cái giờ phút như này rồi mà mày vẫn còn đi trêu ghẹo, mày khẩu nghiệp làm gì, sống làm con người đi con ạ, nhá, sống làm con người đi con ạ, làm con vật nó đơn giản lắm, mày chúc tao như nào thì gia đình nhà mày hưởng vậy thôi, thấy chưa? Người ta bảo gây nghiệp phải chịu nghiệp con ạ. Chào BDS Bình Phước nhé, chào Hồ Gươm Tuấn, em chào anh Hồ Gươm Tuấn, chào Long Thành Phạm.